Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào giữa kỳ lễ, Đức Giêsu lên đền thờ và giảng dạy. Người Do Thái lấy làm ngạc nhiên, họ nói: ông này không học hành gì mà sao lại thông thạo chữ nghĩa thế? Đức Giêsu trả lời: đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai tôi. Ai muốn làm theo ý của người thì sẽ biết rằng đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay là do tôi tự mình giảng dạy. Ai tự mình giảng dạy thì tìm vinh quang cho chính mình, còn ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình thì là người chân thật, và nơi người ấy không có gì là bất chính. Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bây giờ họ chưa được nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhìn vào trong xã hội hôm nay và nhất là đối với giới trẻ, chúng ta thấy vấn đề bạo lực nó lan tràn trong xã hội, rồi cũng nhiều cái cách thức trộm cắp cướp giật thế này thế kia đủ thứ cả. Cái lý do tại sao lại có một cái xã hội như vậy, xin thưa là vì cái đời sống đạo đức nó giảm thiểu. Người ta không có chú trọng tới cái thời trước vẫn dạy chúng ta, đó là các cái nhân đức xã hội đó vậy, và các nhân đức tôn giáo đó. Theo Thánh Tôma Aquino đó, Ngài bảo là có tới 52 cái nhân đức. Tôi nói với các thầy rằng nếu mà bây giờ đó mỗi thầy mà tập được một nhân đức thì ít ra là phải mất 2 năm trời, nghĩa là sấp xỉ 2 năm, có cái có thể là chỉ không tới 2 năm, có cái phải trên 2 năm, nhưng mà là phải cố công chứ không phải tự dưng mà nhân đức tới đâu, thì đã mất hơn 100 năm rồi. Mà chắc gì mình đã được Chúa cho sống 100 năm. Cho nên như vậy thì hầu như cả đời mình luôn luôn phải tập các nhân đức. Và có như thế thì mới có thể đem lại cho xã hội một cái sự bình an, một cái lòng yêu thương nhau. Ngày nay chúng ta thấy cướp giật, nhất là các cô, các bà đi ra đường có điện thoại xịn xịn một chút là cầm, không biết là có gọi thật hay không, nhưng mà cũng là để khoe, khoe ta đây có cái điện thoại xịn này kia. Thành thử ra nó lọt vào mắt những cái anh chàng trộm cướp, nó đi qua nó giật một cái là rồi đời rồi. Trong một cái xã hội như thế thì đương nhiên là chúng ta cũng cảm thấy rằng mất cái sự bình an, mất đi cái sự bình an. Lúc nào cửa nhà cũng phải lo đóng lại, không còn mở ra để mà giao lưu với hàng xóm với thế này thế kia nữa. Chúng ta thấy đó, bây giờ có nhiều khi hai nhà ở bên nhau mà không biết nhau, không biết nhau, không biết tên nhau nữa.
Vì sao vậy? Nhà ai người ở đương nhiên rồi, nhưng mà không có liên lạc gì với nhau cả. Không có trở thành những người hàng xóm của nhau. À, cái đó chúng ta thấy rằng tự mình coi như là khép lại, không có làm cho cái xã hội nó biết thông cảm với nhau, chia sẻ với nhau cái chuyện này chuyện khác, chuyện vui chuyện buồn. Cho nên chúng ta thấy trong giáo hội cũng vậy thôi. Nhiều khi chúng ta đi dâng lễ đây chẳng hạn, nhưng mà cái người mà thường xuyên là ngồi bên chúng ta, có thể ngày nào chúng ta cũng gặp cái ông này, cái bà này ngồi bên mình, nhưng mà rồi chúng ta không biết họ là ai cả, nhà họ ở đâu. Đến nhà thờ là từ nhà đi đến nhà thờ, lúc ở lúc về thì từ vợ, chứ còn khi đi về thì cũng không trao đổi gì với ai cả. Mình chỉ biết mình mà không biết người. Thì chúng ta thấy rằng trong triết lý của Hy Lạp đó, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Mình không biết người thì làm sao mình biết những cái nhu cầu hay là những cái gì mà người ta cần để mình có thể giúp đỡ, hay là người ta sẽ lại giúp đỡ mình, vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng là hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Catarina, chúng ta thấy Ngài có thể nói rằng là một người thất học. 25 anh chị em mà Ngài là người thứ 24 rồi. Rồi chúng ta thấy cái gì nữa? Thưa là Ngài ngay từ nhỏ mới 12, 13 tuổi Ngài đã cố gắng tập các nhân đức rồi. Tập các nhân đức rồi. Nhưng bây giờ mà chúng ta thấy 12, 13 tuổi chúng ta để ý con cái chúng ta 12, 13 tuổi đã có bồ rồi. Chúng ta có đọc báo chí chúng ta thấy không? Mới có 8 tuổi mà đã có bầu rồi. Ghê chưa? Ghê chứ. Đấy bây giờ đó, trẻ bây giờ đó. Học sinh bây giờ lớp 9, lớp 10 là đã có bồ rồi. Bồ bịch với nhau rồi là lung lung tung hết rồi. Thầy cô thì chỉ biết dạy chữ thôi, chứ còn vấn đề luân lý đạo đức thầy cô không có dạy. Và cái đó thì ai dạy? Cha mẹ thì cũng lo mãi lo làm ăn thế này thế kia thôi, phải không? Không có để ý những cái chuyện như vậy. Thành thử ra từ đấy mà nó phát sinh ra một cái xã hội như thế nào. Hẳn là cái điều đó chúng ta không muốn, nhưng mà mình không làm gì thì không thể nào mà hướng dẫn giáo dục con cái chúng ta nên những con người tốt. Chúng ta thấy trong gia đình Thánh Catarina thì chính ông bà cố đã hướng dẫn Ngài sống như thế nào. Và Ngài đã biết phải lo cho xã hội, cho giáo hội sống một cái con người như thế nào để mà đem lại một cái sự bình an, cái hạnh phúc. Ngài đã ra đi hoạt động khi được Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Ngài đã biết cách thuyết phục Đức Giáo Hoàng đã trở về Roma, lúc đó là đang là lộn xộn, vì chúng ta thấy rằng cái thời kỳ này là có tới 3 giáo hoàng. Thì bây giờ Ngài đã phải thuyết phục giáo hoàng này phải từ chức, giáo hoàng kia trở về Roma, vì đương nhiên Roma chính là nơi mà bây giờ chúng ta thấy cho đến bây giờ Đức Giáo Hoàng vẫn ở Roma, là
đầu tàu của Hội Thánh. Từ đó người dân, các người tín hữu, người ta mới có thể cảm nhận được cái uy quyền hay là cái quyền năng, cái những cái gì mà Chúa mời gọi chúng ta.